đầu với khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Trúc Linh, năm nay em 19 tuổi và em đến từ thành phố Bà Rịa. Năm nay em là sinh viên năm 2 của trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trước khi mà đến buổi casting ngày hôm nay thì tâm trạng của em như thế nào? Trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có chuẩn bị rất là nhiều. Và em khi mà đến điểm thi thì em cảm thấy rất là hồi hộp mà cũng rất là phấn khích khi mà được tham dự vòng sơ khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2020 ạ. Sau khi mà em đối diện với ban giám khảo và cũng như là thể hiện về phần trình diễn của mình thì em có cảm thấy hài lòng với phần trình diễn của mình hay không? Và cái cảm giác của em như thế nào là ngay bây giờ? Dạ, sau khi mà được gặp ban giám khảo thì em cũng cảm thấy một chút hài lòng thôi ạ. Tại vì em nghĩ là vẫn còn tốt hơn như vậy nữa. Nhưng mà tại vì em hơi căng thẳng một xíu. Ban giám khảo có đóng có nhận xét gì cho em là em cảm thấy là mình đáng phải ghi nhớ không? Có ai nhận xét gì cho em là em phải ghi nhớ không? Dạ, em một lời khuyên nào? Dạ, em khá là đáng nhớ khi mà có một vị ban giám khảo hỏi em là quê em ở Thừa Thiên Huế. Dạ, có thể là ban giám khảo có thể nhận ra được cái nét Huế nào đó trên mặt của em ạ. Ok, rồi thì có ai khen em là em có một đôi mắt rất là đẹp không? Dạ, chắc là anh người đầu tiên ạ. Vậy thì cái ưu điểm nào mà trên cơ thể và trong cả tính cách lẫn tài năng mà em cảm thấy là em nổi trội nhất và em thích cái ưu điểm đó như của mình nhất? Em nghĩ là đó là sự tự tin, tự tin bên trong và em muốn thể hiện cái sự tự tin đó ra bên ngoài rất là khéo léo để tất cả mọi người thể thấy được vẻ đẹp từ bên trong và bên ngoài của em. Rồi, cảm ơn em.